khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của cùng. Đằng sau xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạt trôi tiêu thiêu, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu. Người tu niệm sống đời thương cầu, khùng dân linh Tây Phương Phật tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng tòa chân Chúa. Khuyến những kẻ giàu sáng có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo, cảnh vinh hoa lại quá treo leo. Nhà giàu có sao nhiều tay ấm, hỡi bá tánh rừng sâu có mặt, tuy u minh mà có đền vàng. Lĩnh Quang Âm giải biểu cùng đoàn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đáp hay bài trò khi, mượn kinh luân tụng lấy tiền, chốn giam đình ghi tội liên miên. Mà tăng chúng nào đâu có rõ, Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai. Xa giới phương là trò kỳ quái, làm trái đàn che miệng ngờ thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu, thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhớ nghĩa vàng tròn. Thấy lạc lòng đây đồng lòng sống, khuyên bổn đạo
hãy nên tình ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo tình. Tuy lưới trời thua rồng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm ma đình. Sổ sách kia tội phước đinh đinh, phạt giới thường hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tình mới mau. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo có hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước làm hiền lành hơn tùng hơ hà, hãy cũng Phật hay hơn o rẻ. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh xong chớ nên phụ bạc. Nếu làm đảm được về cực lạc, thì giàu sang được tròn hay bề. Ý tước quyền làm ác ấy hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sám tụng nghe thành thoát, lũ nhưng bông tập luyện đã sẵn. Đầu với đời kèm trống nghiệp sanh, làm ăn rập đẳng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Fuck.
lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Khổ
cùng cả tiếng kêu dân ơi hời, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ. Chẳng làm ước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chứ không dùng dần. Muốn bồn đào tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lần ở nhau. Kể từ rày gian lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu bá tánh không cần lễ mễ, để dắt nhiều đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm coi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gần công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành tới, tu giả dối thì lao thì ở lý. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tĩnh tâm suy nghĩ ở đạo. Chuyện huyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi dần nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giải tâu qua thượng đế. Sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít oi. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chữ tướng xuống răng trần ở thế. Đó nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian có nội thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý cho nên chán nản, hãy bền lòng tâm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm,
phải tìm kiếm ở trong não trí. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn sân trần nước mắt rưng rưng, cành áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt, cho bà già rõ biết người cùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lưỡng thiện. Chữ lục tự trì tâm bất diệt, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chết hay ít ơi, mà truyền bác đặng nhiều phước đức ơi. Trong ba tánh từ nay buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi bước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bảo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Vào xác trần nước mắt chưa chan, khắp lệ thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lành bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sống xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hội khỏi chùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắng ghi, ta ra sức dắt dìu ba tâm. Nam mô Tam Giao Quy Mơn Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo, đăng nuôi bài phục cầu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả,
Đến đây, chương trình Băng Gia Bảo tạm ngừng tiếng. Nhưng âm gian lời vàng ngọc của Đức Huỳnh Giáo Chủ chắc chắn không ngừng. Vì âm gian đó sẽ vượt thời gian lẫn không gian, vượt núi cao sông dài, xuyên cành cây kẽ lá, để đến với tất cả mọi người bằng quyền năng cảm hóa và dẫn dắt chúng sinh vào con đường tu nhân quy pháp. 90 phút của chương trình này thật quá ngắn ngủi so với thời gian hoằng pháp độ sinh của Đức Thầy. Nhưng chắc hẳn quý vị cũng đã chứng kiến được sự cố gắng nỗ lực của nhóm Gia Bảo trong chủ trương lấy văn nghệ phụng sự đạo pháp. Vạn sự khởi đầu nan, và nếu công trình của chúng tôi chưa làm cho quý vị hài lòng, chúng tôi mong nhờ sự góp ý tô điểm trong tình thương của chư quý vị như con một cha, để trong những ngày tới cuốn băng Gia Bảo hay sẽ được hoàn hảo hơn. Được vậy, công quả của liệt quý vị trên phương diện quảng truyền chánh pháp của Đức Thầy sẽ vô cùng siêu việt. Kính chúc chư quý vị đạo quả viên dung, thân tâm thường lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm vui làng ai cùng cười reo. Đây chương trình Băng Gia Bảo. Đây chương trình Băng Gia Bảo. Kính thưa chư quý thính giả, được sự chấp thuận của đại diện tổ đình và Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chương trình thu thanh sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ do Trần Quang Minh và Hùng Cường thực hiện, trân trọng kính gửi đến quý liệt vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên hộ trì cho quý liệt vị được hưởng trọn vẹn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Qua Gia Bảo 1 và 2, chúng tôi đã được chư quý thính giả đón nhận với một tinh thần hoan hỷ và khích lệ. Điều ấy làm chúng tôi phấn khởi vô cùng. Nhân ngày đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và cũng để đáp ứng nguyện vọng của đa số, chúng tôi xin được giới thiệu cuốn băng Gia Bảo 3, diễn ngâm những bài thi ca ngắn của Đức Thầy, những bài mà trong đó bàn bạc những ý đạo nhiệm màu, trang chứa biết bao niềm vị tha bác ái. Trong suốt chương trình thi văn này, ông Vĩnh Phan, giáo sư trường quốc gia âm nhạc, đệm đàn tranh. Hòa cùng tiếng tiêu của anh Nguyễn Đình Nghĩa. Các anh Hùng Cường, Hữu Phước cùng các cô Thanh Tuyền, Hồng Dân, Hương Lan và Trần Kim Lợi đảm trách phần diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, thời gian kháng chiến năm 1946, trong hàng ngũ quân đội quốc gia có một thiếu nữ trẻ đẹp đem lòng thầm yêu Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bởi đức độ và tài ba quán chúng của Đức Thầy, của một trang hào kiệt, trong tay sẵn túi kinh luân, uy tín có thừa đối với đại đa số dân chúng, thì chi cho khỏi làm rung động những quả tim, sai đắm những tâm hồn trinh trắng trong lứa tuổi đôi mươi mà họ luôn luôn ấp ủ ước mơ sao cho được một bóng tùng quân rợp mát. Nhưng giấc mộng đẹp của nữ chiến sĩ trên không thành tựu được, vì sau một dịp biết rõ tâm tư của nàng, Đức Huỳnh Giáo Chủ
đã gián tiếp cảnh tỉnh nàng bằng một bài thơ nhan đề là Tình yêu nhân loại. Ngài đã mong nàng đem tình yêu ấp ủ mà đặt lại cho đúng chỗ. Đồng thời, Ngài cũng phô lộ ở ngoài một mối tình cao đẹp nhất thế gian. Một mối tình không có giới tuyến biên cương, chẳng hẹp hòi dị kỷ, mà là một mối tình chan chứa, rộng yêu cả giống nòi và cả nhân loại nữa. Đây, bài Tình yêu nhân loại do anh Hùng Cường cung kính phụng ngâm. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng dù, không thể yêu riêng khách ma hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm khí hải xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khôi. Ta đã đang mang một khối tình dường như thể hài với sơn minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lần chung sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, trong bước nhập môn Phật giáo Hòa Hảo, người tín đồ thường được nghe thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ truyền dạy phải thực hành pháp giáo tứ ân. Đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Bởi vì muốn đền xong hiếu nghĩa phải giữ vẹn tứ ân, mà tứ ân đã trả thì tội căn chẳng còn. Hành giả đã đạt được con đường tu nhân để lần vào giải thoát, tiến đến cứu cánh của pháp môn học Phật. Chính vì diệu lý ấy mà Đức Thầy, ngoài sứ mạng truyền thụ giáo pháp, khuyến khích bố thí, trì giới, Ngài không quên nhắc nhở chúng sanh làm bổn phận công dân đối với đất nước. Ngài phán rằng, bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Trong bài diễn pháp Quang Minh sau đây, Đức Thầy vừa nói chuyện thiên cơ, vừa tuyên dương Phật Pháp, vừa mặc khải sứ mạng của Ngài ở cõi Ta Bà này. Nhưng điểm then chốt mà Ngài muốn khéo léo nhắc nhở là bổn phận người công dân đứng trước cảnh quốc gia huynh đạo. Sở dĩ Ngài phải nhắc nhở một cách khéo léo như vừa nói là chính vì lúc bấy giờ đời Lan Sa thống trị, phép nước nghiêm hình. Nếu phát biểu một cách rõ ràng thì khó mà có được cơ duyên truyền bá. Trên căn bản ưu vi như những lời sấm trí, kính mời chư quý thính giả theo dõi bài Diệu Pháp Quang Minh qua giọng sướng ngâm của cô Trần Kim Lợi, anh Hùng Cường, các cô Thanh Tuyền, Hương Lan, anh Hữu Phước và cô Hồng Vân.
Gươm trí hoài từ bi chấp nhoáng, bóng quang âm ngày tháng dập dồn. Ta thừa dân sắc lệnh thế tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tác bổn kinh. Bởi luật trời mở rộng thanh thanh, tri phong võ bất kỳ chuyện kiếp. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Từ ngàn xưa Phật pháp gài theo, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Ta cũng tỏ đôi lời thờ cao, ngắm cảnh đời tâm não bất buồn. Hiểu điên khùng ban rải dư, khùng đạo đức khùng câu tuyệt diệu. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo thích ca. Quơi bút thần dẹp lũ cáo xà, loài độc địa toan trừng dứt nọc. Nói tục cổ xác cùng để tóc, phải đua chen tập tánh ông cha. Mộng dương trần tình giấc nam kha, trừ vật dục trì chân bất hoài. Cặp mắt thanh giòn xem tứ hài, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bởi vì đời vắng vật cạnh tranh, nên câu xe cùng nhau thảm nào. Xá chỉ kẻ ngu si khinh ngạo, vì trên đời nhiều hàng khác nhau. Đấng trung thần dạ ngọc ước ao, người bội phản ghét chớ đạo ly. Khùng cảm mến truyền câu hồi vị, thà làm hiền mà biết ngon sống. Điên như ta điên vong tiếng rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đợn lỗi âm khởi điều êm tai. Con lành duyên khá trở góp hay, điên quyết ý dắt người lãnh tục. Đạo mở cửa bày câu minh mục, nước ma tươi tắt lòng phàm. Cõi trung ương lo
chuyện phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Tử vì nước còn vi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh biên. Mũ cánh chuồng đai giáp mang hia, tùy thu kịch mà tâm chánh trực. Nước dân binh chê đồ ấy lực, mãn trao tria xác thực thanh bay. Cảnh dương trần khó sánh bọc lai, về tiên cảnh say mùi rượu thanh. Chen huỳnh tương ra điều gái ngành, vui tinh thần bài biển cuộc cờ. Khi thừa nhàn trỗi dòng ngâm thơ, bài thi phú tháng qua thời thế. Xuống dương gian thân biên nào nề, chốn hồng trần đúc huệ liền khai. Cho nam nhi sửa mặt râu mài, hàng phụ nữ dồi câu trinh liệt. Ráng bắt chước những trang tuấn kiệt, gái anh hùng xưa có trưng dương. Đuổi quân tàu cứu vớt quê hương, rửa sông hồng thù chồng dốc trà. Xưa châu sang thanh long phải ta, ngăn sư đồ đặng cứu ngũ biên. Nói cho đời rõ biết cùng điên, điên dần bị điên câu ai quốc. Biết một ngọn lưỡi này một tấc, đêm đạo lành mang rải nơi nơi. Mang chờ trong ba tâm thành hơi, khắp bốn biển liên dây hòa hào. Rừng bát ái điên đời biến ảo, điên như ta vì đạo vì dân. Điên tu cầu quân thanh rải ân, chốn bốn biển dân lành được hưởng. Điên dẹp gác âm thanh sắc tương, tầm vô vi kim cành niết bàn. Thuyền từ bi thẳng cánh nước sang, qua đông đồ với người hữu đức. Bể ái hà cuốn linh xôn dứt, lòng bồ đề sắc đá dám cành. Cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, nói chi ấy sửa sang thời thế. Trời quá bụi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về Tây. Lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chị anh bàn bạc thế nào. Lời văn thô ý kiến chẳng cao,
nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Đường đạo đức bước đi từ nắp, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, phải bền lòng chặt nẻo sắc đinh, rang kim trừ bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Nương gia đình kinh trọng cội thung, lo nâng đỡ trong ngày tuổi già. Thân đen khùng thế gian tạm xa, chén rượu nồng chẳng nên mà say. Sai lê mê lết mết tối ngày, sai đạo pháp sai mùi hương khói. Biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi, bể ái hà rứt bỏ vẹn lâu. Sai như xưa nhầm lúc bình bao, cần gì ngủ sai câu thành tự. Quyết đưa chúng về nơi con thứ, tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên. Khương Tử Nha sống vì con tiên, câu không ngành chờ non phụng gái. Thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bên sông mê. Nên phải đành mang lúc làm hề, mặc ba tanh khen chê cũng phải. Chí quân tử lòng nhân dạng đại, dốc làm sao rõ mặt tan bồng. Nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ. Ví như loài sanh cầm hồ thó, còn nhau lại húng chi. Đứa hai lòng sao chẳng hổ người, đang thùa thèn với cây cùng cỏ. Dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ bán ông cha. Hãy dân tình xem giảng ngâm nga, lão tốt già đôi lời trầm tố. Đức không thanh người sanh nước lỗ, ngài còn xưng cuồng quyến giả hồn. Sao ghi lời đạo chích tục khô, kẻ ngu tụng khi người nhân đức. Danh hiền sĩ non sông náo nước giả, hồi chiến quốc xuân thầy mạnh ra dùng đạo châu du. Lúc thập bát chư hầu rối loạn, bậc thánh nhân công lao chẳng gian, cũng
Phật đàn, nên tỏ ý khắp nơi đặng biết. Coi ai có chứa bầu nhiệt quyết, dùng đạo màu cứu vớt sanh linh. Nếu để chờ sấm nổ vang thanh, e ba tánh ăn năn đã giảng giới kệ. Sa đà bốn cuốn ít có người khám rõ cơ quyền. Ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên đức ngọc để sự phân cho chúng. Đêm dài dặn cạn dầu tim lùng, chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng. Để làm cho mít bụng chị hằng, nơi cũng nguyệt chờ trong mòn già. Thiếu chi kẻ đằng chim bẻ nát, hiếm bao người đằng cá quân. Ưa đồ ngon đút nhét đầy mồm, chẳng thèm kể cha hiền trong đời. Trương ban xương đành quên nhân ngợi, nở phủ phàng vua tống khâm tôn. Xem chuyện xưa mà bắt hết hồn, gớm cho kẻ thay lòng gia. Gã tần cối ít ai còn là, dùng mưu thần giết hát nhạc phi. Thương trung thần ghét mình mặc ly, dám thiết kế hại tôi lương đông. Thuở Yên Đế có nhà họ Đồng, cũng chuyên quyền muốn tiêm giang sơn. Nhờ tự đồ thiết lập liên quan, nghiệp nhà hơn mới ăn một lúc. Cảnh gian nan như lưu hoàng phúc, qua ở nhờ Diêm Thiệu Dung Thân. Quan Công Hầu gìn chặt nghĩa ân, dược long ải về thăm huynh trưởng. Kẻ nghĩa khí khiến kim vạn lượng, lũ nịnh thần sách sử nào khen. Xem tích xưa thẹn với bóng đèn, đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Coi sự sống như tiếng nưa nữa, mê mồi thơm như cá lục châu. Sao chẳng lo thức tình hoài đầu, cho khỏi thèm với người thiên cổ. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân. Chữ vinh qua phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Chẳng sớm lo trần chờ sở lão, e sau này tâm não đoạn trường. Lũ gian hùng mang lấy hòa ương, trời đất xử những người bội. Phải chuỗi dây đứng dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực
từ bi. Vậy mới trang quân từ nam nhi, thân dốc vẹn hai câu ngay thào. Đời cũng lắm bao người gia áo, nương bà dính nhiều hàng túi cơm. Thấy dân ngu trong già sẵn hờn, quyết kiếm thế đặng toan lừa vui. Ngọn bút sắc chỉ đường người tôi, gậy kiếm càng đưa dung lên đàn. Kiếp nương theo trực chỉ tay pha, đến cực lạc tìm nơi an dương. Dẹp cành cáo dùng cây thiền trường, lâm ta bà cõi thế đua chen. Được vinh hoa khinh bị kẻ hèn, bạn phản bạn như hơi bụi kim. Trên mặt đất hạng người ấy im, thấy tiên hồ xô xuống giữa dòng. Nhìn trình hâm lão bắt mùi lòng, than cằn kè kêu dân sơn tình. Viết ít câu cho đời ngâm vinh, phần tài sơ xin hãy thứ tha. Yêu nhân sanh trôi dòng hùng ca, tạm nghiêng bút vẽ tranh thế tàu. Trong ba tánh nhìn xem châu đáo, chớ vội vàng chê lào ngu si. Rạch lan tâm những đứa vô nghị, nhắc sơ thích người xưa trong sự. Khuyên ba tánh vạn dân gìn giữ, lão chúc cầu thiên hạ thái bình. Đứng trung can hành thiện truy kinh, mong trở nên dưới cùng nhau thảo thuận. Đã thấy lộ cơ trời báo ứng, diệt loài gian tầm kiếm con tiên. Nở hồng trăng túc trái tiền kim, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Nói chi đức hoàng thang luật chế, đời không hay những việc xa vời. Gặp cơn mưa ta hãy cho tới lúc hạn nắng, từ bi giúp nón. Cánh thế ta càng ngày thong mong, giống như di trùng thường đục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua Đà Lai thế. Kim với cổ nhìn xem thế hệ, sợ có ngày quách tội ư thiên. Nẻo đục trong càng tỏ cơ quyền, mực đã cạn lòng yêu chẳng mang.
trình vạch lá tìm sâu. Nay dương trần gặp bụi mưa, phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Điên nhân nghĩa, điên gì đảo cả, thôi chào đời khép cửa buồn duyên. Có thiện căn sớm lại cửa thiên, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, nhẫn định thói đời thường yểm cửu nghinh tân, ưa vị kỷ, uống nước quên nguồn. Do đó, người ta dễ sa vào hố sâu tranh chấp, chia rẽ hận thù, chiến tranh sâu xé. Đức Thầy nhân một đêm cuối thu, gió bấc bắt đầu thổi, cám cảnh sanh tình, Ngài cầm bút làm thơ. Ngài kêu gọi chúng sanh nên gác bỏ hận thù, kiên trinh mà tu học. Bởi vì Ngài trả quả đã gần kề, lũ bảo tàng sẽ tất tả ngược xuôi. Còn người lương thiện thì được hưởng hồng ân tam bảo. Điều cần nhất là phải đoàn kết, phải hòa hài, phải làm bổn phận chấn hưng Phật Pháp, và phải tu sao cho kẻ bảo khâm nhường. Riêng phần của Đức Thầy thì dù có phải chịu muôn ngàn cay đắng, Ngài cũng vẫn cương quyết thi hành sứ mạng cho đến bao giờ đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Bài thu đã cuối, sau đây sẽ do giọng sướng ngâm của cô Hoàng Oanh. Thu đà thôi, bốc lại rơi thôi, xét khỏi lòng chẳng nổi thương tâm. Cánh trăng thôn thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ô âm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mùi chấm vào nghiêng chi riêng ơi ngài ngùng. Cùng cung sao lại quay cung một bầy ngơ ngác cội tùng còn xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chi, dội đem lòng ích kỷ hài nhân. Ôi đời thường minh tâm, rùng rùng xóa bỏ Phật thần thanh tiên, làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, ước sao mình như cuội trên trăng.
soi khắp cả dương trần, cho người trong tôi đằng lặng điền quang. Kể đến lúc băng ngàn đất khách, đem thân này cắt mạch sâu đông, dầu ai trao đổi lạc nồng, trao chua chế ngọt, tâm lòng chẳng nào. Nhưng nghĩ lại heo xào tim phổi, biết gốc lành sau cội không dừng. Ngà cao tiếng kể lời kinh, ơn nhờ chư Phật quay thân giáo truyền. Thân làm đạo ba diện năm mối, dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi rồi thành lại nên tuồng, vạn dân hưởng được nước nguồn trái một lúc cuồn bão sóng dày. Chắc nhân sanh sẽ thấy diệt chi, trời đa sách đặt lý kỳ, tới ngày trả quả âm y biết bao. Thỏa cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông, theo đòi học cổ của ông, nguồn dân kêu gọi người đồng tâm tu. Lòng đừng chất mối thù chi cả, lũ bảo tàng tất tà nay mai. Bấy lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh rọi thấu diệt loài kiêu căng. Lời ta nói có ngần lắm gì, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm. Điều đơn trời khúc quyền thấm, nhà nghề chọn bàn tri âm đâu giọng. Tăng sĩ thanh thao như kiện, hạng đã lâu
sông giếng càng mòn. Có cây khô héo không gió, nay nhờ mưa đường mà còn khát khao. Nghĩ đến đây gió ào ào thổi, ngẩng mình ra nhìn ngọn đông phong. Khổng Minh nhờ gió dùng công, còn ta nhờ được mùi mồng bày tan. Khuyên chớ chấp kẻ lòng lang soi, để đức lành ta rồi khắp nơi. Non sông rực rỡ trái ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Nhân loại sẽ khỏi chìm bể khổ, khắp loài nguyện độ siêu thân. Kể chi miệng môi lưỡi lần, mặc tình thế sự kêu thằng hay ông. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực vua dòng già, đánh thức bốn phương. Chứng hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Tay tăng sĩ gãy thiền quyết nắm, lần bụi bơ xuống thầm lên đèo. Dầu cho gặp lắm hùng beo, từ bi vẫn niềm quyến leo khỏi rừng. Đâu nản chí mà ngừng việc phải, cuộc tan thương biến cải cảnh trần. Bực mình đeo đành pháp thân, chờ cơn gió tầm sẽ lần bước ra. Thấy thiện tinh chan hòa giọt lụy, tâm nào đùng chẳng nghề xa. Dừng ô chiều mới bay con chiều chính cả đời nhàn. Còn một đoạn mưa
tầng nắng sờ. Trải qua rồi việc giờ quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bể bồng con dài, hát bài khải ca. Ai mà được trong qua cảnh ấy, coi phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Thương đời tạ lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Phần tăng sĩ này bao gió bụi, miễn có lòng tháo bụi ta ba. Theo đòi gương phẩm ca, dốc đem tâm trí tâm ra đào. Cả vạn vật chung bầu thế giới, vì quán thu dựng bài chiến trường, cũng đồng xưng ba xưng dương, tranh quyền đoạt lời đầm đương sẽ dành. Quyền một lời hành chấm đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà gắng chí kêu gian người ơi. Thức tình lánh nàng tu thân, nguồn bạch thủy sông nồng mát mẻ, múc rưới vào độ kẻ chúng sinh. Thần thông phép Phật muốn nghìn, cõi lành nắm chặt ắt mình thành thôi. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dùng tinh thần chống chọi quỷ ta, đừng cho chúng đến gần ta. Nhân sanh còn hời ngà ngà dân sai, Phật tiên thanh muôn loài vạn vật cùng ở trong quả đất dừng gầy. Siêu thân nhẹ tách đường mây,
trăm luân quan nghiệp càng gây thêm hoài. Ta chỉ dốc tầm đài nguyệt kiến, cho dương trần rọi chuyện sai lầm. Định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bồn tâm ơi. Thần khấm quỷ nhường. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục dính, ta làm một phần ngạo kính mặt đời. Đầu ngưỡng dòng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chiều ngồi ngơi thạch bàn. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết cất, phí tác phàm mê mệt đâu này. Bóng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người luôn thiền đợt ngày niết ơi bà. Thấy biển khổ đâu an lòng đằng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miệng cho ba tấm vàng minh, hết cơn bệnh tật hết tinh đào ta. Cuối nhờ nước ma ha mát mẻ, xin Phật ban cho kẻ khác lầm. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn bao giờ rửa lòng bần nhớ. Để ma bình theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình. Đào lành sâu lại chẳng tính, dầu cho thông thái cùng dình cốt xưa. Nở đâu lại dày bừa đồng loài, cùng gốc ngài thượng đế xuống trần. Quay đầu nghe tiếng chuông ngân,
trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân bạch trinh dự lấy địa nhân muốn về cõi Phật lập thân cõi trần vượt cảnh khổ muôn phần u ám ganh ghét hờn thì thảm muôn bề khuyên trong nam nữ chờ quê cuối đau trong về Tây Phương tu cho kẻ bảo khâm nhường đẹp lòng cha mẹ cửu quyền chờ trong Nam Mô A Di Đà Phật.